Rồi, là tiếp tục clip anh em nhá. Cái này là buổi sáng hôm nay thì làm hoàn thành con đầu V6 khẩn cấp để trả cho bác khách ở Tuyên Quang. Bác mua cả bộ, bây giờ con đầu V6 em gửi luôn cho bác. Thì trước khi gửi em vẫn test đầy đủ cho bác này, đã nghe đĩa này. Đấy. USB thẻ nhớ 32GB chứa 3256 bài hát, nghe cả năm không hết cũng gửi tặng bác. Đây ạ. Đấy, chỉ cần ấn vào đây là phẳng ly luôn. Bác không thích nghe theo kiểu thẻ nhớ thì bác có thể rút là cắm sang USB đây. Đấy. Hiện giờ thì em đang nghe tạm cái loa này để test cho có tiếng thôi. Đấy bác nhá. Một loa này. Hai loa này. Ba loa này. Bốn loa này. Đấy. Bốn kênh hoàn toàn đầy đủ. Em tẹt tai nghe này. Bỏ cái này ra. Đây, tẹt tai nghe này. Nghe phê luôn. Rồi, ok. Rất ok. Giá tai nghe rất là êm. Và bà có thể cắm từ đường ra này, ram ly cũng được. Em làm này em sẽ tặng cho bác một cái dây tín hiệu cắm từ đây rồi ram ly nhá. Rồi ok. Em test hết cả cổng. Ok, bác có thể ra âm ly ở cổng này cũng được nhá. Đấy, tẹt đầy đủ cho bác rồi. Phải Bùi Vy gửi đi, con này em làm rất kỹ. Bác mua bán nhanh gọn, em cũng làm rất kỹ cho bác. Trong này còn rất nhiều thư mục, bác chọn thư mục này. Rất nhiều thư mục anh em có thể chọn. Hoặc là list đây, list trong cái list trong thư mục. Đấy. Chỉ 350.000 là có một bộ USB thẻ nhớ 32GB nghe cả năm không hết anh em nhé. Đấy. Tặng cho bác một cái đĩa test. Tặng luôn cho bác cái đĩa test. Tất cả rất nhiều bài thể loại test. Đấy. Làm điều khiển từ xa đầy đủ cho bác rồi. Ok. Tắt đèn lên, bật đèn lên. Chuyển đổi chế độ. Rồi tắt nguồn. Đấy ok. Đấy bác nhá, bây giờ đóng gói gửi cho bác đây.